Xem ra cho dù Trầm Bích Quân xuất hiện cũng không thể khuyên huynh đừng làm chuyện ngu ngốc này. Tôi biết rồi, cô nhất định sẽ hiểu tôi nương làm gì tôi mà chết. Tôi hà tất bắt người con gái khác dẫm lên với xe cũ. Kính mong cô nương đồng ý. Cao Tư, cô thừa biết Tiêu Thẩm Nhất Lan không muốn cô đau khổ. Cho dù cô có thể đuổi kịp y, cô cũng không thể ngăn cản y đi tìm đại ca tôi. Tôi biết chứ. Nhưng mà thật lòng tôi không muốn huynh ấy đi một mình nộp mạng. Nếu để một mình tôi sống ở trên đời này, tôi thì hy sinh vì người mình yêu thương. Tướng đương làm được, tôi cũng làm được. Có thể chết vì người mà mình yêu thương thật ra là một hồng phước. Tôi rất ngưỡng mộ hai người có cơ hội này. Cô sẽ cho chúng tôi đi chứ? Cô không dự định giúp đại ca của cô? Nếu tôi còn giúp huynh ấy, tức là sẽ hại thêm một người nữa. Tôi đã hại chết tướng nương, tôi không thể vì huynh ấy tiếp tục sai phạm nữa. Đa tạ cô, tôi không thể giữ cô. Cô nghĩ là để mặc cô đi nộp mạng. Tiêu Thập Nhất Lan chắc chắn sẽ hận tôi suốt đời. Mỗi con người đều có con đường của riêng họ, không có chuyện ai chọn giùm ai, cũng như không ai có thể cản trở họ đi con đường này. Huynh ấy cũng không thể kêu người cản trở quyết định của tôi. Thật không ngờ cô gái cứng cỏi nhất trên thế gian lại là Trầm Bích Quân, đoan trang yếu đuối tiểu thư khuê cát. Liêu phu nhân, sao đúng lúc vậy? Mấy người là ai? Chúng tôi là Thanh Thành Tam Tử, đã theo dõi phu thê hai người mấy tháng rồi, cuối cùng đã gặp được cô ở đây. Tôi và Lý Thành Bích đã cắt đứt quan hệ từ lâu rồi. Chuyện của hắn không liên quan đến tôi. Chúng ta chỉ cần bắt giữ cổ thì có thể dùng được tên họ Liên xuất hiện. Mấy người bước tới đi, đừng trách tôi không khách sáo. Vậy phải coi ai không khách sáo với ai đây. Lần trước cách biệt tại Hàng Châu, chúng ta đã có quyết định rồi. Đến bây giờ vẫn là sự thật không thể thay đổi. Muội hà tất đi theo huynh nữa chứ? Có lẽ vì có người nói muội là người cứng cỏi nhất trên thế gian này. Người cứng cỏi thông thường không được sống thọ. Tứ nương chính là một điển hình tốt. Huynh biết huynh không ngăn cản được muội. Muội cũng phải biết, trừ phi là huynh đồng ý, nếu không không ai có thể đi theo huynh. Vậy có nghĩa là bây giờ ngay cả việc ăn một bữa cơm với muội huynh cũng cảm thấy là phiền. Thật không ngờ một quán nhỏ ở nơi quan sơ mà cũng náo nhiệt như vậy. Coi ra Thanh Thành, Điểm Thương, Nga Mi, Võ Đan, anh hùng của bố phái vẫn một lòng muốn bắt cho được tiểu nữ tử sao? Quan được. Tiểu nữ tử thật thất lễ, đã quên giới thiệu với các vị. Vị này chính là đỉnh đỉnh đại danh trên giang hồ Tiêu Thẩm Nhất Lan. Quỳ hạ tất phải như vậy. Quỳ biết rõ lần này quỳ đi là vì trả thù cho một người con gái khác. Mùi biết, người con gái này cũng là bằng hữu của mùi. Mùi đi chung với huynh, chỉ có con đường chết thôi. Nếu huynh để mùi ở lại đây, chỉ dựa vào kim châm của Trầm gia, mùi cũng có lòng sống sót. Nếu dự đi sẽ chết, ở lại cũng chết. Tại sao huynh không cho mùi đi chung con đường với huynh chứ? Hai tên cẩu nam nữ này còn ở đây huynh huynh mùi mùi nữa hả? Tiêu Thẩm Nhất Lan thì sao chứ? Cao thủ tứ đại môn phái được có mặt ở đây, ta không tin hôm nay có thể bảo vệ được ả đàn bà này. Cấp gì quá lời. Tiêu Thập Nhất Lan bây giờ còn có tư cách gì để bảo vệ tính mạng của bất cứ ai? Nếu như phải chết thì sẽ cùng chết chung. Nếu các vị có bản lĩnh thì hãy lấy mạng của tôi trước. Các lão đâu? Bình Quân, một khi bước khỏi cánh cửa này chúng ta sẽ không thể quay đầu lại. Mùi biết. Được, nếu số mệnh đã định như vậy, huynh đành chấp nhận. Đi theo huynh. Nè, thời gian một ngày là đủ rồi sao?
Chỉ là một ván cờ đơn giản, tôi cần suy nghĩ mấy ngày sau. Lão già, bây giờ lão biết ai cao hơn ai rồi chứ. Nè, bây giờ tới phiên lão hết cờ rồi. Đúng thôi, lão để cả ván cờ vào trong lòng rồi lên núi từ từ suy nghĩ, đương nhiên là có thể phá vỡ được thế cờ của tôi. Vậy lão cho tôi bao nhiêu thời gian? Nè, có nhiều thời gian. Tối nay bắt cờ với lão đến sáng cũng chẳng sao. Dù sao Hoa Như Ngọc cô nương đã rời khỏi Ngoạn Ngẫu Sơn Trang rồi. Cổ đi rồi sao? Chưa đâu. Cô theo dõi tôi. Nếu không phải hai ông có chuyện che giấu tôi trước thì cần gì sợ tôi phải theo dõi? Nói, tại sao phải gạt tôi? Nói lục lịch chết rồi. Trời ơi, bỏ đi. Chuyện đến nước này đừng có giấu cổ. Được, tôi dẫn cô đi gặp một người, tự động cô sẽ hiểu thôi. Tướng nương, hai ông có mưu đồ gì? Sự thật hai ông không có giết tứ nương, tại sao phải gạt tôi chứ? Chúng tôi làm vậy là hy vọng huynh muội cô đừng gây ác nữa. Tôi chỉ hy vọng có thể bảo vệ được tính mạng của Tiêu Thập Nhất Lang trong tay cô, cho nên chúng tôi mới giăng cạm bẫy này. Vì vậy tiền bối không cần giả đò ở đây nữa. Thật ra hai người ký đồ gì vậy? Ôi trời ơi, vậy cô nương à, hai cô tưởng chúng tôi cam tâm đi theo một người mà chúng tôi không muốn đi theo hay sao? Nè, bấy lâu chúng tôi hầu hạ bên cạnh đại ca cô là chờ đợi một cơ hội, nào ngờ cô xuất hiện. Cô không những đã cứu đại ca cô, nếu như huynh đệ hai người liên thủ, hai chúng tôi càng không có cơ hội thắt. Đành phải tự kê tự kê, dùng tinh phong tứ nương đã chết để ly gián hai người đó. Bộ hai người tự tin thắng được Tiêu Gia Hầu sao? Chúng tôi tự biết không có bản lãnh này, cho nên mới nhờ một người đó. Tiêu Thập Nhất Lang muốn làm Tiêu Thập Nhất Lang có một phần dạng cơ hội chiến thắng Tiêu Gia Hầu, chúng tôi đành phải lợi dụng tinh phong tứ nương đã chết để khơi dậy nhóm lửa trong lòng cậu ấy. Vậy bây giờ Tiêu Thập Nhất Lang đã đi tìm Tiêu Gia Hầu. Tiêu Gia Hầu võ công cao cường, hai ông làm như vậy tức là kêu Tiêu Thập Nhất Lang đi nộp mạng. Ngày ấy cuộc chiến tại Sơn Trang, chúng tôi đã nhận thấy sự lợi hại quyết tâm chết của Tiêu Thập Nhất Lang. Trong thế gian này thiết nghĩ chỉ có cậu ấy mới có cơ hội thắng. Ngoại trừ cách này, chúng tôi không còn cách nào khác. Hai ông đi đi, đừng để tôi nhìn thấy hai ông nữa. Sao cô không đi? Cô đã chậm hơn họ 2 ngày đường rồi. Tôi khuyên cô hãy phi ngựa đi về hướng Tây ngay trong đêm, không chừng còn có cơ hội đuổi kịp họ. Cô có dự định gì? Cô sợ tôi cấu kết với đại ca tôi đối phó mấy người. Vậy cũng phải, trong lòng của cô, tôi mãi mãi là một kẻ độc hại người, quỷ trinh tiết của cô, một cô gái Tây Vực cầm thú như Tiêu Dao Hầu. Bây giờ tôi đã biết bị người ta ly gián tình huynh muội, tôi nên trở về giúp người đại ca có lòng dạ ác độc, có đúng không? Tôi biết tất cả những hành vi trước đây của cô, có nhiều chuyện cô không tình nguyện làm. Nếu không, Hồng Anh Lục Liễu cũng không thể dàn gạt được cô như vậy. Muốn gạt tôi thì có khó gì đâu chứ. Thực chất tôi không phải là một người thông minh, chẳng qua tôi chỉ là một con cờ. Một con cờ giúp đại ca tôi hoàn thành đại nghiệp thống lãnh thiên hạ. Cô hà tất tự trách bản thân? Không trách bản thân thì có thể trách cứ ai? Trách Hồng Anh Lục Liễu lợi dụng đứng giữa ly gián, tên triệu mưu cũng là đại ca của tôi. Hay là trách ngày ấy Liên Thành Bích vô sĩ bắn đứng, người trên quấy người dưới quấy theo, đại ca của tôi tốt hơn hắn bao nhiêu chứ? Có trách thì trách tên ma đầu Tiêu Dao Hầu. Nhưng huynh ấy là ai? Tôi chỉ có thể trách bản thân. Ngày ấy không nên rời khỏi Tây Vực đến Trung Nguyên. Có lẽ đại ca của tôi nên chết dưới đáy vực của ngày ấy. Có lẽ vậy, đối với người trong thiên hạ mà nói, mới là một hồng phước. Không sai, bây giờ vẫn còn kịp. Cô hãy cùng tôi đi cản trở hắn. Dù sao hắn cũng là đại ca của tôi, dù tôi không giúp huynh ấy, cũng không thể cùng mấy người đối phó với huynh ấy. Nhưng cuối cùng cô cũng phải đối diện với tên ma đầu này. Người và sự vật nơi Trung Nguyên đối với tôi mà nói là một cơn ác mộng. Sau này nơi đây, cho dù xảy ra chuyện lớn long trời lở đất gì, cũng không liên quan đến tôi. Bảo trọng. Bảo trọng.